Hello mọi người. Rồi, ok. Ôi Lê, chào Nhân Nguyễn. Nghe âm thanh rõ ràng không được không Nhân Nguyễn, cho Khái cho biết coi. Chào. Ok. Mới bốn người. Có hẹn với ông bạn già. Ông bỏ tôi đây mình, ông về mình Việt Nam ông ăn Tết. Ông này chơi kỳ quá à. Hello, chào mọi người. Rồi, ok. Thế thì bên này thì mùa đông cũng bình thường như mọi năm, nhưng mà năm nay nó có cái lạ lạ là nó không có tuyết ở mùa mùa lễ, mùa Giáng sinh. Quỷ sứ. Ok. Chào Lưu Hồng Ly ở Tuyên Quang. Tuyên Quang kỳ rồi dính một cái vụ về cái vụ cô giáo cô giết rồi giải quyết xong chưa Ly? Việt Nam mình. Bữa nay thì cái ban tủ lạnh của nước Mỹ, cái tủ đông của nước Mỹ hôm nay thời tiết nó cũng ngược ngạo. Ok anh. Ủa đâu tiêu rồi? List 25 độ F anh tôi tốt mày hôm nay cũng khá là tốt anh. Rồi ok chắc được rồi 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 được rồi đó, được không? được rồi đó. Ok anh. Anh thật sự là tôi ganh tị với anh nha à. anh Phượng, tôi ganh tị với anh nha. À. Là bởi vì đầu năm 2024 là anh đã xong đất. Nói một cách khác là người Việt mình hay tin dị đoan Trong của đất mình. Xong đất á, xong đất rất là anh rất là may mắn, nói hẳn là như à? vậy. Trong Anh đất Việt bỏ, Nam á, đúng rồi. Anh thấy Tết bên này thấy đồng bào anh thấy ta đoán Tết thì bên này có bộ quốc ân y xèo vậy à, thấy không tụ khí họp ý lại là thấy đào tạo thấy y xèo á chứ mày không cái á không khí nó khác hẳn với lại phía bên à. Mỹ này. Dữ Cái bên lắm Mỹ này anh đã sống lâu năm rồi, tôi cũng như anh vậy, cho nên vì anh thấy cái nó nhạt nhẽo, á. nó nhạt nhẽo anh À, không, mua sắm thôi đúng rồi thấy nó không có cái không gì có gọi gì là nó không có cái gì gọi là nó ấy cả, cho nên việc hết. đó mà thực sự là mình biết nói một cái điều là nó như vậy, là anh càng ở lâu không mà cái bọn trẻ, nói chung là cái tuổi anh à, cái tuổi mà khi mà về già rồi giống như mình thì mình mới chuyện mới thấy được điều Đúng. đó. Đúng rồi. Còn cái bọn trẻ thì nó không bao giờ thấy cái điều đó cả, Đúng rồi. nó kỳ lạ vậy đó. Đúng rồi. Mình về đây nên là được mấy ngày rồi, tức là có được 3 ngày, 4 ngày rồi đó mà thấy đây bây giờ bắt đầu sinh hoạt bắt đầu họ đi mấy đứa nhỏ đi học trở lại á. Trường học mở cửa lại tao đi làm lại. Đấy thì còn mình đi bộ ngoài đường thấy vui á, thấy Trời ơi, đồng bào ok tôi nói với anh một cái như vậy, không phải là mình cái gì cả, nhưng mà tại vì mình nói chi là cái người Việt Nam là yêu đất nước mình là cái chuyện hiển nhiên rồi, mình không cần phải bàn cãi điều đó. Nhưng mà nó khác cái chỗ này đó. Cái xã hội Việt Nam mình nó có tính cách giống như kiểu như là tính cách về gắn bó bạn bè với gia đình nó, cho nên vì đúng rồi. đó bà có anh chỉ cần nhắc cái ghế thôi, Đúng anh ra ngoài rồi. ngay chỗ cái hàng ba ngoài đường thôi, anh ngồi thôi, anh không làm gì cả, anh Rồi. nhìn nhìn thấy ông đi qua bà đi lại, tự nhiên con Đúng người mình nó thấy vui, nó rồi. ngộ vậy đó. Đúng Không cần phải phải làm cái gì cả, anh không cần phải rồi. làm cái gì cả, anh chỉ cần nhắc cái Đấy. ghế
Rồi anh ra anh ngồi trước nhà, thế là anh thấy vui rồi, thấy ông đi qua bà đi lại rồi tiếng rào ới ới, tất cả những người mà có sự coi xã hội nó nhộn nhịp á, người bán bánh mì, người bán nói chung tất tần tật, rồi tiếng nói đại khái là có những tiếng rào. Ê mà nó ngồi chỗ này đang hồi xưa hồi thời mình còn nhỏ thì thường tay dùng miệng, người ta nói thí dụ gì bán xôi, bán bắp, bán bất Đúng cứ rồi, cái gì thường thường tay rào, nhưng bây giờ bay máy, nó cho MP3, nó cho MP3, nó bỏ cái loa phát ra những cái này 15.000 ký, 15.000 ký vô đây, đúng nó rồi, buồn cười, nó đại khái vậy mà nó cái phát xuống, nó buồn cười lắm. Chưa đâu, buồn cười chưa đâu, nó còn bỏ đi xe ba bánh, rau bỏ đi xe ba bánh nha, nó chạy vòng vòng đường phố rồi cười. Thành ra bây giờ cái sự mình phải nói một cái điều là cái sự tiện nghi của người dân đúng mình rồi, Việt Nam nó quá ư là thiệt, là nó quá đúng ư là rồi, khủng khiếp. Anh đúng chỉ rồi, cần ngồi nhà thôi là cái thứ gì cũng có đúng rồi. đó, chứ nó không phải giống như bên Mỹ phải order, phải xách xe đi chạy này kia. Mình thấy mình vui, mình thấy mình Đúng vui rồi. được ở chỗ đó, đó rõ ràng vậy. Còn chưa kể mà mấy ông già mà không gặp người thân người quen, thôi gặp người quen là cà phê cà pháo làm đủ trò ở trên Đúng mình, rồi. thực sự là vui. Đúng rồi. Đây mình thấy mình sáng ngồi uống ly cà phê cốc. Đúng rồi. Uống cà phê cốc, đứng nhìn đồng bào, nhìn đồng bào đi là nhìn đồng bào đi chơi đi ngang đi qua đi lại vui mày. Đây nó có cái sinh hoạt xã hội ra ngoài đường Đúng lúc nào rồi, cũng có người cái sinh hoạt xã hội của Việt Nam mà nó kỳ lạ một dạ cái điểm này là mình thấy nó hơi kỳ lạ, nhưng mà nó buồn cười ở chỗ này. Ở tại đất nước Việt Nam, ở trong một cái là giống như cái thổ cạch hoặc là cái thổ địa của Việt Nam mình, cái country của mình nói thẳng vậy, thì những người vị đồng bào Việt Nam mình sống ở trong nước, họ có một cái tinh thần thực sự là mình ấn tượng là tương thân tương trợ, đoàn đúng kết, rất là đoàn kết. Thí dụ gì, thí dụ anh đi đường, anh bị trúng gió hay là anh bị tai nạn thì hầu như tất cả mọi người đều đổ xô vào để giúp đỡ. Và nó có những cái mặt tích cực là có chuyện là họ đối xử cái tình con người với con người. Cái điều đó là mình phải rõ ràng mà đúng rồi đó. Từ đi xe buýt, từ đi bán hàng rong tất cả thì có một cái sự tương tương trợ rất là rõ ràng. Nhưng mà ngược lại cũng là người Việt Nam mà đi ra khỏi cái vùng lãnh thổ của đất nước mình á, cái con người chuyện mà nó đổi khác anh, đúng rồi, nó kỳ cục kia, nó quay nó kỳ cục kia, tôi không không muốn hiểu nữa tại sao tao chưa không muốn nhìn ở mức nhau rõ ràng như thế đó, tôi không hiểu được đó. Hình như là nó cái vùng đất của Việt Nam mà vùng đất linh thiêng hay sao không biết, mà hay gặp lọt nhau không muốn nhìn. vô gặp vô trong Đúng trong 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 cái country, trong đất nước Việt Nam mình thì con người rất ưu ái, rất là tình cảm, rất đủ thứ rồi. Nhưng mà khi mình đã lọt ra ngoài cái đó, con người mình đổi khác 100%, anh nó làm như cái phong thổ nó không hạt làm sao tôi không hiểu. tốt Con người ta tốt cũng nhau có hiếm hoi lắm mới được đúng một người như tôi, một người tôi như anh thì chơi lâu dài hoặc là mình hiểu thấu hiểu. Còn ngoài ra tôi thấy hình như là hay gặp nhau là nó chẳng muốn nhìn, rồi đúng rồi trốn nó kỹ không hiểu tốt sao hết thôi. tại vì có Thôi lẽ mình đến đây đó rồi mình bị thấy là chẳng hạn những cái chuyện chia rẽ nhau á, đó đó là chuyện cái chuyện ngoài xã hội mà đồng bào chia rẽ nhau, cái tại tại sao anh mỗi lần gặp nhau cứ cãi nhau hoài, đâu có muốn gặp nhau thế làm gì à. nữa, Nó gặp cũng nhau kỳ, cả cứ nó cãi nhau hoài, gặp đâu nhau là cãi có nhau à. gì Mình tại tại vì anh về Việt Nam cho nên bị đó nó hơi trái giờ trái giấc, cho nên ra bây giờ người những người Việt Nam họ ngủ hết rồi, đúng rồi, cho nên bị bây vậy đó. giờ mình vẫn còn xài đồng hồ bên Mỹ Thế à, đổi 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 giờ, đổi giờ đi cho chưa chưa nó chưa có đổi, giờ là không. Anh mới một một sáng hả, bây giờ là 11 giờ, bên này đúng là không, 11, nhưng mà bên Việt Nam là 12 một giờ giờ sáng 12 rưỡi, 12 rưỡi 12 à, rưỡi đúng rồi, 12 mình vẫn còn 12 xài giờ Mỹ anh đổi đèn tại hồ cho nó tiện dụng. Thí dụ vì nó hẹn hò đồ ở người Việt Nam thì ta dùng giờ Việt Nam chả đâu ai dùng giờ thế Mỹ, cứ ngồi thế đi cứ trừ 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 ra thì hoài mệt quá đổi. chưa có đổi vẫn còn xài, Đó. chưa có đổi vẫn còn xài giờ Mỹ à. Rồi ok, thì theo tôi từ bữa anh Việt Nam tới nay hai đứa mình chưa gặp nhau, thì hôm nay Ok like để coi chúc anh một kỳ đi nghỉ dưỡng kèm tới ăn Tết của Việt Nam ok mình, một sự lại chúc anh một mùa xuân
Còn tôi lạnh lẽo bên này, kệ cha tôi, để mà uống bia để trả Ok thù. vậy. Ông Ok, ráng giữ lại ấm ấm, đừng để đúng họ rồi, đừng ok, chắc chắn là đừng vậy ra ngoài rồi. sợ lạnh bị lạnh. Đúng rồi, lạnh này cảm mà không không tôi, Ok. anh đã biết rồi, sức khỏe Ok. tôi cũng ổn tốt. Anh về Việt Nam chưa hề uống viên thuốc, mà qua bên Mỹ mới có tuần lễ uống quá trời thuốc, uống bây giờ uống uống thông thường thôi. Rồi, sợ nó bị Ok. allergy đó. Thấy ông bà là thấy bây giờ ông đây đó là Tao mấy tuần trước ông bà thấy bê bối quá. tay to tay, Bê bối nhưng quá. mà Nhưng mà giờ này bây giờ xuống dịch kế bệnh rồi. nó hồi hồi lại rồi đó. Ok Rồi ok, thôi anh. ok, like chút xíu, hỏi thăm anh chút xíu, Ok. rồi ráng giữ Xin gìn cảm sức ơn khỏe anh. để đi mọi miền đất nước. Ok, Ok cho tôi anh. gửi lời thăm chị. Ok Ok, rồi, dạ. hay rồi, Cảm ơn anh. chúc vợ chồng anh là đi khắp mọi miền đất nước nha. Mai mốt về Ok, đi cảm nữa, ơn anh về rất tôi đi nhiều. nữa. Dạ, Rồi ok, ok. chào anh, tôi khuya Ok, rồi, chào quý vị. anh nghỉ ngơi nha. Dạ, Rồi cảm ơn ok, anh. rồi.